Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ, CDC Cần Thơ, vừa phát đi thông cáo báo chí về kế hoạch triển khai 68.000 mẫu test nhanh COVID-19. CDC Cần Thơ cho biết hoạt động xét nghiệm này nằm trong dự án nâng cao hiệu quả sử dụng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để phát hiện COVID-19 trong cộng đồng. Dự án do tổ chức Clinton Health Access Initiative viện trợ không hoàn lại và đã được Bộ Y tế phê duyệt. Số lượng test mà CDC cần thơ được nhận tài trợ từ dự án để triển khai xét nghiệm theo kế hoạch là 68.000 test. Đây là số mẫu thực hiện, không phải số người tham gia vì một người sẽ được lấy mẫu nhiều lần. Đối tượng triển khai xét nghiệm test nhanh theo kế hoạch là học sinh từ năm đến dưới 12 tuổi tại trường học. Cụ thể sẽ tiến hành tại hai điểm trường gồm trường tiểu học Kim Đồng và trường tiểu học Lê Lợi thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Ngoài ra còn thực hiện xét nghiệm cho các đối tượng khác trong trường như giáo viên, bảo mẫu, người lao động, phụ huynh học sinh tần suất lấy mẫu là 2 lần một tuần nhằm phát hiện ca mắc COVID-19 được sớm hơn. Thời gian lấy mẫu là một tuần trước dịp nghỉ lễ. CDC Cần Thơ cũng phân bổ kit test đến các trung tâm y tế quận huyện và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện xét nghiệm test nhanh cho các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao như người già, trẻ em đang sinh sống tại các trung tâm bảo trợ xã hội, tiểu thương kinh doanh tại các chợ, thành viên tổ COVID cộng đồng, khu công nghiệp.